Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay hàng chưa về nha. Em lên xe vua chở nhà có video xem ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Thì hàng bên em sale rồi nha. Thì em sẽ không sale nữa ha. Cả nhà mình cân nhắc trước khi chốt giúp em ha. Em báo gì để anh em mình đỡ mất thời gian chốt đơn nha. Rồi đầu tiên nha, một con Nissan mới về này nè. Nissan nha, thương hiệu Mỹ, máy Nhật, con này mặt xanh ha. Anh em nào kiểu hạp với mặt xanh này nè, chốt này. Với bản Nissan này cũng hiếm lắm, ít thấy lắm. Mặt xanh liền xây được nha. Lịch gốc 3 giờ ha. Cọc số thép kim như có dạ quang. Kim có dạ quang nha. Đó, kim dạ quang nha. Con này độ mới còn cao, phay xước nè. Phay xước zin của nhà sản xuất nha, chứ phải là bị xước trầy nha. Trầy xước thì em báo trầy xước, con này phay xước nha. Liền xây được. Rất độc, dáng lạ lắm. Bên hông. Đấm zin dập hiệu, bản thép. Máy Nhật nha, cái dòng này máy Nhật rồi, cứ bản thép máy Nhật là xài siêu bền nha, đáy sấy nha, thông số đủ ha, Nissan, con này dây thoải mái luôn, dây anh em tay này dắt dây 22 cũng được, 21 đi, 22 thì nó dài quá, 21 được nha, mặt xanh, để tia nha, mặt màu này hiếm nó ít lắm, liền xây rất nhẹ luôn, rồi con Nissan thương hiệu Mỹ máy Nhật ha, xe ngang của nó nha. 41.5 càng luôn là 47.3 mỏng 10/7 kính zin đẹp không sứt mẻ dạng báo quách lông mèo ha. Rồi con em bán 950 mã 02 nha, 950k mã 02. Rồi em lên tiếp cho nhau một con mặt xanh, con này thương hiệu Lavan gì đó. Con này cũng dạng nội địa Nhật, chống nước 200m, tức là núm cổ chai nè, đó. Đáy sấy nè, bản thép nha, con này bản thép luôn, dây khóa cũng đúc. Này dành cho anh em tay nhỏ thôi, tay vừa tay nhỏ thôi, thì dây nó bản thép có lông mèo ha, này về anh em kỹ mình đánh bóng được ha, còn này nghĩ hay xây để gì cũng bình thường nha. Đó. Bản thép đúc, kính zin đẹp không sứt mẻ, có lớp nha, lớp gốc 3 giờ, cái lớp này nó không có dính gì đâu, cái lớp này cái nhà về ra thợ lấy lửa lam ta lẫy lẫy cái lớp ra, nó không có dính líu gì tới kính đó. Kính còn đẹp lắm, chỉ chạy cái lớp nhẹ xíu này, lịch gốc 3 giờ luôn ha, mặt xanh. Này, anh em tay vừa tay nhỏ mà hợp với màu xanh á, chốt này có dạ quang được cái là núm cổ chai đáy sấy là chống nước ok nha, nó tới 200 m nước này nè, dây khóa lên tay này, anh em tay 15 đổ lại đi, 15 16 năm 16 đổ lại cũng được, tùy theo thôi, tùy anh em có thể nhiều anh em thích đeo nhỏ hoặc là mua cho mấy chị nữ cũng được ha. Rồi, con này thì xe ngang của nó nha, 34.3 ha, càng luôn 41 mỏng 8 đi 9. Rồi, 380k mà 001 nha. 380k mà 01 ha, thương hiệu của Ý nha. Này nội địa chứ, nội địa Nhật chứ, Maruman nội địa Nhật. Rồi, ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Rồi em lên cho nhà con này nha, con này em sale cho nhà ha. Con này thì Daiso thương hiệu của Ý, máy Nhật, con này thì cái vỏ nó là màu xám lông chuột nha, xám lông chuột ha. Cái này tĩnh điện nha, chứ không phải sơn xịt gì đâu. Đó. Còn mới lắm, kính lồi lịch thượng nha, lịch nó kêu lịch quạt nha, thì mình coi cái lịch coi chỗ chấm vàng nay ngày 24 đúng nè. Con này máy Nhật thì thường mấy dòng Daiso mới làm to nha, đeo hầm hố anh em kiểu thích đeo to mà dây da, dây da hoặc là dây vải nè, chốt này full zin đó nha, chứ không phải là dây chế gì đâu, dây zin đó luôn á. Con này độ mới còn cao, mặt sau đây vẫn là hình anh thủ dân thôi, đáy sấy luôn, đáy sồn này còn chắc lắm á, này đeo kiểu anh em bụi bụi thích đeo đồng hồ kiểu qua bản dây này kêu dây quần zin đó nha, dây màu quần zin đó, ở ngoài Bắc thì kêu quần quần bò ha. Rồi con này xe to nha, xe ngang của nó 46.5 càng luôn là 49.6 mỏng 11 ly đó. Kính đẹp không sứt mẻ dẫn báo quách lông mèo, như con này có dạ quang, đây có dạ quang nha, dạ quang sáng. Rồi con này em bữa làm bán sale chính 850 luôn nha, 850k nha, con này sale rồi nha, 850k mã C 86 ha, 850 mã C 86 nha, ai kết chụp hình lô cho em thì chắc lắm. Rồi em lên cho nhà một con Citizen nha, bữa thì em có báo lộn con này là pin năng lượng nha, pin năng lượng nha, từ bữa báo bình thường, tự nó là Citizen dòng Eco Drive nè, Eco Drive,
tức là pin năng lượng nha, kính sapphire ha, mắt in sao băng là chuẩn nội địa nha. Đó. Thì anh em xem video nha, xem video là em có quay cái mặt sau rõ ràng nè. Đó, kỹ luôn ha. Thì con này nó mang mã là E361 nha, sạch Google gan này ha. Cái dòng này không có con nào dưới 4 triệu nha, không có con nào dưới 4 triệu ha. Dòng kính sapphire pin năng lượng của CDN nè. Thì con này nó thuộc dáng kiểu dáng xưa, dáng vintage á, dáng học sinh á. Tự nó cọc mặt trắng, cọc số học trò, lịch gốc 3 giờ. Pin năng lượng khỏe, bản thép, kính sapphire. Độ mới cao nha, dây cũng nó cũng đẹp nè. Này thấy nó đơn giản nhưng mà kiểu mình đeo lên tay nó sang lắm, nó kiểu nè, nó nhu lắm. Bản thép dây nè, dây này chắc 10-19 cũng được, về từ các dây anh em tay vừa tay nhỏ các dây luôn. Nên em tay 17 như em đổ lại đeo đẹp mấy dòng này rồi. Rồi con này xe ngang của nó là 36.5 nha, mỏng 7.7. Càng luôn là 43 nha. Rồi con này em bữa là em bán rồi, em sale nhà này 900 nha, 900k nha, tự em báo lợi ha. Từ bữa làm bán em báo lộn bình thường chứ nó pin năng lượng nha, pin năng lượng mà sale luôn ha. Pin năng lượng sẽ cao hơn bình thường nha, nên lỡ sale bữa nay sale luôn. Rồi một con này thương hiệu Mate, thương hiệu của Pháp, Paris Pháp này, anh em kiểu thích bản giống mấy con Rolex nha. Đó. Anh em thích kiểu bản Rolex chốt mấy này ha, nó full vàng và nước vàng đẹp lắm. Đã thấy biết rồi. Niền khía lấp lánh luôn. Thì nó tới hai lịch nha, lịch gốc 3 giờ, lịch ngày, lịch thượng nó gốc 12 giờ nè. Đến 11 viên đá tự nhiên ha, có dạ quang. Này đeo thì sang rồi, nó full vàng, cứ con đồng hồ nào cứ full vàng đeo đám tiệc là sang nha. Nè, bên hông cũng đẹp lắm. Chung tùy độ mới vậy, chứ không phải là vô cớ mình bán con đồng hồ mắc cao hay gì nha. Tự tùy độ mới thôi, con này nó dạng 90 luôn. Mặt sau đây. Đây nha, mặt sau nha. Thông số đủ nè, ký hiệu của Mate. Full vàng, nước vàng đẹp lắm, dây còn dài, full zin hết à. Nè. Chỉ khóa zin hết à, khóa dập hiệu nè. Đơn tay nha. Dây này dây chắc 20 luôn, dây còn dài, lên tay quẩy. Này thường dán vintage anh em tay nhưng mà 17 như em đổ lại đi. Quẩy loại đeo thấy chuẩn rồi. Kính không sức mẻ dẫn báo quách lông mèo ha. Ví dụ có nhà mua như vậy nè, rẻ hơn 100.000 nhưng mà ví dụ mà nó phai nước vàng nữa, cái dòng nước vàng nó phai thì khó chịu lắm. Con này độ mới đẹp rồi. 90% nước vàng. Chung này nhận hàng anh em mà thích màu full vàng nhận mấy này vừa ý liền. Khóa bớm luôn ha. Khóa bớm một bên nè. Rồi con này thì xây dán vintage, dán sơ mà 36 gì 35 nha, 34.9, 35. Càng luôn là 44.4 mỏng. 10.4 nha. Thì cái dán này ngày xưa dán kiểu dán vintage á, xưa tay lớn tay nhỏ cũng phải buộc phải đeo cái dán cỡ này nha, cũng phải xây cỡ này nha. Chứ đâu có xây to đâu mình đeo. Từ con này cái được cái là chống nước ha, tự nó núm cổ chai nè, vặn nó chỉnh giờ vặn cứng lại ha. Đáy sấy nè. Tức là chống nước cũng cả 100m nha. Tắm rửa đi mưa bơi nhưng mà hàng xây lúi không bao nước vậy. Ở thông số chống nước nó vậy là quá quá cao rồi. Rồi con này em bữa làm bán 1.250.000 nha. Em sale cho nhà con này giá 1.1 ha, 1.150.000 ha. Đó, sale cho nhà 100k nha. Chỉ 150k nha, mã X43 nha. Con này chắc lắm. Full zin ha, độ mới còn cao. Rồi một con Casio nha. Casio dòng Edifica, con này vừa kim vừa điện tử ha. Này ô điện tử trên đây nha. Đó, chỉ ngày tháng là chỉ dây nè. Bấm qua đây nè. Đó, này xem múi giờ thế giới nè. Xem được rất là nhiều múi giờ thế giới, London nè, Paris nè. Đó, nó cũng như dòng múi cho banh 6 vậy. Nó cũng thuộc dòng cao mà. Đó, bấm giờ thể đếm ngược, giờ đếm ngược, bấm giờ thể thao nè. Này báo thức nè, con này tới 2 3 4 báo thức. 4 báo thức, một báo báo giờ lặp lại nha, một báo tiếng, đúng tiếng tiếng cái nha. Đó, cũng thuộc dòng cao, headset chỉnh kim nè. Quay lại giờ bình thường. Con này thì có đèn nha, có đèn đây nè. Hình như con này có đèn tự động, để em bấm thử coi. Con này có đèn tự động nha, tối đó, lắc tay lên tự sáng ha. Tối nè, vô tối đàng hoàng nha, lắc tay tự sáng ha. Có đèn tự động thì mình bật lên nút rồi đây nè. Nói chung nó kiểu nó ngược sáng nên cả nhà khó thấy điện tử xíu đây ha. Nhưng mà ở ngoài nhìn bình thường nha. Như vậy nè, nhìn bình thường nha. Đó. Nhiệt độ mới còn cao lắm. Bên hông ở đây. Cái niền nó thấy nè, còn mới còn phai xước nè. Kính lồi ha, kính zin không sức mẻ,
này kiểu vết ma sát chứ phải là trầy xước gì đâu. Chỗ này nè, vết ma sát kiểu nằm trong lô á, nó ma sát nhau thôi chứ không có trầy ha. Anh em kỹ về bu lia nhẹ đẹp, còn thôi để gì xài bình thường, bên hông ở đây. Dây khóa cây xô dập hiệu hết. Mặt sau con này mang mã số nha, search Google ha. E cứ search là Casio E FA116 nha, gang này liền. Này dây thì còn 10 18 vừa, tay 18 đeo vừa ha. Thì lên tay thì cái đèn tự động nhảy đó. Lắc lắc tay là sáng thôi, phải vô tối đó. Rồi, full chức năng ha, độ mới còn cao quá. Rồi, con này xe ngang của nó ha. 42 nha. À, cái càng ở đó đây đi. 43.6 mỏng. Đó, 15. Rồi, con này thì em bán nhà giá bữa 850 nha, em sell nhà 800 đi. Sell vui nhà 800 thôi. Đó, thì hàng bên em sell rồi nha, mình thấy giá hợp lại mình cân nhắc trước khi chốt ha, chứ trả giá nữa thì em sẽ không bán nha. Để anh em mình đỡ mất thời gian thôi. Rồi em lên cho nhau một con thương hiệu dòng Daiso đi sale, thương hiệu Ý, con này yến vuông mặt xanh. Kính này còn đẹp nha, có xíu xíu đây nè, không thành vấn đề nha. Mấy lỗi này nói chung không báo được hàng si mà, nhưng mà sẵn vẫn báo nha nè. Nó không ảnh hưởng gì ha. Kính nó còn 90% luôn, kính lịch gốc 3 giờ lịch ngày lịch thứ luôn, mặt xanh nữa ha. Này dán vuông mà sẽ to, bên hông còn phay xước mà. Độ mới cao con này như máy thụy sĩ gì vậy. Đúng rồi, con này chạy máy thụy sĩ luôn. Mặt sau nhìn như chiếc xe tăng nha. Phay xước mặt sau nhà thấy nó còn đẹp này, vẫn là hình anh thủ dân thôi. Bản thép ha. Dây khóa nè. Khóa zin dập hiệu đầy sồ. Full zin đó nè. Độ mới cao lắm. Là kiểu em to mà thích đeo vuông tăng mà bản dây thép á. Được lịch luôn ha, máy thụy sĩ luôn ha, lịch gốc 3 giờ ngày thứ luôn. Dây con này 20 vừa nha, tay 20 đi, 20 là đeo vừa luôn á. 19.5 đeo thoải mái, cái này tay anh em tầm 17 đô lên ha. 17 đô lên đeo được, đeo đẹp nha. Tay 17 nè. Đeo chắc luôn, dây thì dài, dây tới 20 cũng được. Rồi, con này thương hiệu Daiso, thương hiệu Ý, máy Nhật. Ý, máy Thụy nha, máy Thụy. Xe ngang của nó là 45 đi. Thì nó vuông dứt mà, vuông dứt 45 nha. Mỏng thì 12 ly. Máy thụy sĩ ha, có ghi nè. Đó. Rồi con này em sale 100k nha, 1 triệu 150k đi. Đó, sale máy thụy sĩ nha. Mã X8. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Mới, con đó còn mới nha. Rồi thì sẵn thì Daiso lên luôn con này luôn. Con này thì máy máy thụy sĩ luôn, con này chạy máy thụy sĩ luôn nhưng mà chạy kim rốn nha. Kim rốn nha, đó, góc 6 giờ nè. Cọc số thì kim của dạ quang thôi, con này dán cũng lạ, dán vuông mặt tròn. Bắt máy ốc nè, thiết kế máy ốc cũng độc. Nhà nhìn cái niền nó biết còn mới rồi nè, cái niền nó nè. Kính zin, kính lồi không sứt mẻ dạng báo quét lông mèo nha. Thương hiệu Daiso nè, dập đây nè. Thì cái mình nhìn đây nha, dây thụng đây nó cao lên nha, như cái dạng bậc thang nhé, thiết kế rất là độc luôn. Dây zin nó luôn á, phay xước cũng còn đẹp. Khóa zin nhập hiệu. Em tay to ha, thích kiểu vuông đầm tay hoặc là mua số rầm cũng được ha. Đáy sấy nè. Còn này máy thụy sĩ luôn nha, máy thụy sĩ luôn ha. Thường mấy dòng này thụy sĩ Honda nha, xài mấy máy siêu bền. Rồi con này thì em khuyến cáo tay 17 năm đi nha, 17 như em đổ lại đeo đeo vừa nè, con này nè, hở xíu nè, 17 đeo hở xíu nè. Đó, khuyến cáo 17 đi, tay 17 đeo trọn lẫm. 16 đeo bình thường nha, tự cái càng này nó không có dài kìa ha. Càng chỗ này nè. Nó kiểu nó dán vuông mà. Rồi, con này thì hôm nay em sell cho nhà cũng hơi kén tay, nói chung con này anh em có anh tay kiểu anh tài anh 18 á, anh hỏi. Này bữa em có sell rồi nha. Rồi, con này em sell cho nhà 980k luôn nha. Giá này như là giá kiểu dây nó hơi kén tay xíu. Nói chung kén cũng kén mà dây 17 cũng trung bình nha. 980k ha, cho con máy thụy sĩ đây sổ nha. Vì máy thụy sĩ cho nhớ ha. Rồi mã T75 nha. Đó. Độ mới cao nữa. Rồi, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em đi. Rồi một con này Nissan nha, Nissan con này thương hiệu của Mỹ nè, này kiểu dòng 300 mét nước, mặt dạ quang, mặt trắng dạ quang ha, chạy 6 kim. Có dạ quang full mặt nha. Này đồng hồ kim rốn, đồng hồ chính nè, 24 giờ chỉ ngày đêm thể thao nè, lịch gốc 6 giờ nè. Kính zin không sứt mẻ, dạng báo quét lông mèo nha, 300 mét nước nè. Niền xay nè ha, đúng cổ chai hết, mấy cái này đúng cổ chai hết.
của chai hết nha. Này dành cho những em mà thích đeo to ha, sưu tầm ha, bản thép này chắc lắm. Máy này mới nó gần 90 triệu nha, này mới anh em mà đã từng sạch Google này biết rồi, giá cao lắm. Hàng xây mới mua vậy nha, vì lại nó 6 kim mà giá cũng hợp lại chứ không có mắc rẻ gì đâu. Mình mua hàng xây là quá rẻ nha, chỉ có hàng xây Nhật về mới mua được thôi. Cái ngày xưa cả nhà không bao giờ mua được mấy hàng này, không số đủ nha, Nissan đáy sấy. Rồi con này dây 18 nha, tay 18 thôi, khuyến cáo á, 10 tay 18 đeo vừa nha, 17.5 thì như em mà đeo thoải mái ha. Nè, 17 mà đeo hở xíu nè. Chứ 17 đeo hở hở xíu nha, khuyến cáo 17.5 thôi. Đó. Thì anh em có mắc dây thì mình cứ lắp thêm ha. Lên tay 7, 17 đeo hở vừa nè. Mặt trắng, cọc số học trò ha, phối số thẳng, khóa zin hết à. Này kiểu dính cái miếng này nên đẩy nó hơi ấy xíu, hơi thốn cái gì mình lột ra, chúng mình đeo lột cái miếng này ra ha. Rồi con này thì xe ngang của nó nha, 50.05 nè. Đứng luôn là 60.08 mỏng, 15 bản thép đúc, độ mới ok, đầm tay lắm. Rồi con này thì hôm bữa làm bán, con này em bán cho nhà giá 980k luôn nha, bán sale nó cũng kén tay, 980k mà C69 nha. 980 mà C69 ha. Nói chung bản to mà cứ kén tay thì nói chung cũng chậm bán thôi, chứ anh em có nhiều anh em tay nhỏ không thích to nha. Rồi con này nha, con này thì dây dài nè, con này thì hên ra anh thợ anh có lắp có mắc dây nha. Nè, con này dây bữa nay tới em lên tay nha trước. Con này nấm mấy con này là nấm bên đây nha, nấm ngược ha. Này dây thì dài rồi, nay lên dây tới 18 mấy luôn rồi. Dây 17 mà giữ được hai ngón. Nói chung tay 19 đeo vừa, khuyến cáo 18.5 thôi. Đó. Chẳng bán giá cũ luôn. Cái nhà mua con này thì hời nè. Mặt đen. Máy Nhật Nissan ha, thương hiệu Mỹ. Dây dài rồi. Rồi con này thì cọc số có dạ quang nè. Nó không khác gì con trắng hết đó, mà có màu đen với màu trắng, nó có dạ quang sáng. Lịch gốc 6 giờ có lịch nha, chỗ này có lịch nè. Đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm thế. Cái này kim rốn đồng hồ chính thể thao nè. Ba nấm này nấm cổ chai hết. Đó. Rồi nó chỉ là khác bản thôi, nhưng mà con này nó mới nha. Nè, cái này nó còn phay xước kính. Kính zin không xước mẻ, nhìn nghiêng có lông mèo ha, bên hông ở đây. Dây khóa nè. Full đen ha, anh em nào kiểu hạp màu đen á. Có nhiều anh em cái mạng hạp màu đen chốt máy này, thích sưu tầm to to nha. Rồi xe ngang của nó diện nha, 50.05. Đứng 60 mỏng 14.9 15. Rồi giản dị nha, 850k mã X3 nha, 850k mã X3 ha. Bữa dây ngắn cũng 850 này, dây dài cũng giá đó luôn vậy. Không đổi nha. Rồi em lên cho nhà một con này đi. Con này là bản Technot thương hiệu Thụy Sĩ máy Nhật. Thì con này là đá ceramic ha, máy viên này giá đá ceramic này dính bụi thôi, kiểu để lâu. Năm mỗi bên 5 viên đá ceramic ha. Kiểu phong thủy á, kính sapphire. Máy Nhật. À, lịch gốc 3 giờ lịch lọc ha. Này đến một viên hai ba viên kim cương ha. Ê, ba viên đá tự nhiên chứ. Báo kim cương về test không phải chết luôn. Đá tự nhiên nha. Nè. Kính sapphire thì không có gì, kính còn đẹp rồi, kính thì khỏi lo rồi, bên hông độ mới nè. Thì cái mấy cái viên đá này nha, đeo bóng hoài vậy. Nước vàng nó còn đẹp ha. Nước vàng. Khóa dập hiệu hết. Còn độ mới 90 luôn rồi. Mặt sau bắt 4 ốc vi tính này, thì có ghi thông số đầy đủ nữa nha. Ceramic nè, sapphire nè, siêu sao chưa bóc luôn à. Con này dây còn dài, thấy mấy này chứ đeo sang nam nữ dùng chung được. Này dây tới 18 lên tay 7. Mấy này mà anh em mà kiểu thích mấy dòng đá là biết giá trị mấy này rồi, mua đồng hồ hoặc là trang sức gì mà có liên quan tới đá ceramic dễ biết giá trị nha. Giờ mình mua cái con đồng hồ hàng xây cái giá này nha, chỉ là bằng một bên đá cái giá trị ban đầu thôi nha, chưa chắc gì bằng cái kính sapphire nữa. Lịch lọc ha, máy Nhật. Rồi con này em bữa làm bán 1.050.000 nha, để em đo size như nhà trước ha. Rồi xe ngang của nó là 727. Đứng luôn 38 mỏng. 6.5. Rồi con này em bán 980 đi, 980k mã T1. 980 mà T1 ha. 980
T1 ai kết chụp hình tin Zalo cho em. Chat note thương hiệu thụy sĩ máy nhật. Rồi em lên chỗ nhà một con này đi. Con này là thương hiệu của The Clock House nha, 1964. Lịch gốc 6 giờ, lịch nó là lịch hai kiểu như hai lớp nha. Mình xe tới xe lui được hai lớp ha. Này để em xe chỗ nhà. Nó dễ hình dung nè. Là chiều lịch đó nè. Đó mình xe đây là lịch trên chạy nè, nhưng mà nó vẫn là một lịch thôi nha. Nó 34 nè. Đó, vô lại ngày 4 nè, rồi hoặc là xe ngược lại nè. Đó ngày 5 nè, đó lịch chỉnh rất độc ha. Nhưng mà xe qua 24 giờ thì lịch bước qua ngày mới bình thường nha, nó qua ngày 7 nè. Đó, rất là hay ha. Nói chung là con này lịch nó độc một xíu, nó khác mấy kia chút. Đó, dán vuông, dán tăng. Dây khóa zin nó bản dây da hết nè, còn đẹp lắm. Độ mới còn cao. Nè, The Clock House nè, dòng nội địa nha. Nó là thuộc bản Citizen đó, ừ, bắt bốn ốc uy tín luôn. Dây khóa zin hết nè. Rồi con này anh em thích kiểu vuông tăng mà màu đen á, kiểu độc lạ, nó cũng lạ lắm, khó đụng hàng lắm ha. Anh em lâu lâu đổi phong cách nè. Rồi xe ngang của nó vuông nha, 41 ha. Đứng luôn là 46 mỏng. 11 đi 5. Kính không sứt mẻ nha, kính còn đẹp vẫn báo quách lông mèo luôn, kính vuông ha. Rồi con này em bữa làm bán như ta. Bữa làm bán 950 nha, 950 em sale cho nhà, giá con này là giá là 850k nha. 850k. Vẫn vẫn là mã X11 ha. Em đổi này. 850 mã X11 luôn nha. X11. Này kết chụp hình những tin Zalo cho em luôn. Nó bản dây da nha. Rồi thì dây da thì em còn con này nha. Con này bản là lạ ha. Nên nó chạy kim dĩa. Kim dĩa nè. Nó độc luôn. Mặt trắng dán vuông dán tăng độ mới này cao lắm, anh em kiểu thích vuông tăng mà dán lạ chốt này. Mặt đáy sấy ha, bản thép đúc đó. Nó là bản kỷ niệm gì của con gì nè, University gì đó 2012 gì đó. Đáy sấy dây khóa dây da nha, cái dán vuông bản thép. Xe ngang của nó là 38 đi, 37.9 38 này. Đứng luôn là 43.5 mỏng, 8 đi 4 nha. Con này em bán sale cho nhà này 350k luôn. Còn mới tinh nha, con này mới lắm. 350 luôn nha. Mã T38. Con này thì có ông chú kêu ship code nhưng mà không ship nha. Bên em không ship code là không ship code. Gần Tết thì ship đi tới lui nữa. Về mất thời gian mà đặc biệt không ship code nha. Rồi con này kiểu phiên bản của Shimura của Nhật, con này nội địa Nhật luôn, máy Nhật. Con này kiểu bản thể thao á, này dính bụi thôi nha. Là lau lá ra liền nha. Nó kiểu cao su mịn nha, cao su non nè, nó lau cái sạch kiểu để lâu nè. Dây khóa mới lắm, máy Nhật ha, mặt sau thông số đủ hết. Nó bản kỷ niệm như tiếng Nhật không à, Tiger gì, gì ký hiệu Tiger. Con này con thứ 33 ha, để sấy máy Nhật. Thì con này chạy ba kim thôi nha, cốt này kiểu thiết kế thôi chứ đâu có gì đâu. Lịch gốc 3 giờ mặt của nó nè, nó nhìn như nè, có hình samurai á, hình anh samurai sao nha. Rồi anh em nào kiểu lạ lạ chốt này, bán sale này luôn, này to nha, xe này cũng to, để em đo size 44 này nha, mỏng 11, càng luôn là 50.08. Rồi con này em bán cho nhà luôn nha, bán 350 luôn, mã T65 350k luôn, mã T65 nha. 350k ở nhà mua được một con máy Nhật là như mua cái máy thôi nha. Độ mới còn cao mà, dây khóa nhìn cái khóa là biết xịn rồi. Rồi ai kết chụp hình những tin Zalo cho em đi. Rồi em lên cho nhà một con thương hiệu của New York Mỹ nha. Con này Madison nha. Cái thương hiệu Madison. Mặt nó thiết kế ha, thiết kế dạng như 3D vậy, nhưng mà nó nhìn carbon nha. Con này cái dáng như mấy con mà Skagen á, nó full đen bản dây da luôn. Bữa có kêu anh thợ anh dán giùm cái dây này còn dính là nó chắc rồi nha, chắc rồi nha. Đó. Về đeo thoải mái này. Mặt sau đây. New York. Thông số đủ máy Nhật ha, nè, New York Mỹ ha. Thương hiệu Mỹ máy Nhật. Dây của nó zin luôn nha. Zin nó luôn, dây da xịn nó đeo bền lắm. Rồi anh em kiểu mỏng mà dây da chốt này. Này bán sale miner cho nhà luôn. 450 thôi. Con này 450 thôi nha. Kiểu mã T15 nha. 450k mã T15 ha. Đó. Này giờ chỉ đeo thôi.
bữa thì nó hơi hơi hở bên đây xíu, kêu anh thợ dán lại, dán cứng lại, dán chắc luôn, dán keo xịn nữa nha. Lên tay thì đẹp bình thường chứ không có bong chóc gì đâu, sợ nè, lên tay là ôm luôn nè đó. Có nhiều anh em sợ nữa, da này còn cái nhà đeo thêm năm mấy chưa xin da xịn theo theo đồng hồ nữa luôn, mà mỏng lắm. Rồi xe ngang ha, 38.5 mỏng nè, 82 càng luôn là 43, rồi 450 T15. Ai kết chụp hình những cái này Zalo cho em, rồi em sell với nhà cặp này đi. Đó. Con này nha, con này trước đi, con này thì Swatch Swiss, mấy này dòng này chuẩn thi sĩ rồi nha. Đó. Con này thì dây ngoài còn đẹp nè, dây trong thì nó hơi bong cái kiểu bong cái lớp keo này thôi, không có thành vấn đề, vẫn đeo bình thường nha. Con này lỗ máy, máy thi sĩ đây. Đó, đang chạy nè. Nắp thì mở cái thay pin ha. Bên đây cũng còn đẹp. Nói chung con này còn đeo chán ha, hình hình trái tim vậy đó. Mình mua cho mấy bé, mấy chị nữ mà. Rồi một con đi nha. Xe ngang là 33, mỏng 8 đi rưỡi. Một con ha, thi sĩ nhé, mấy dòng này chuẩn thi sĩ nha. Con này thì cũng vậy thôi, nhưng mà nó chỉ hư dây thôi. Nói chuyện dây nó đeo, nói chung cái nhà gán đeo bình thường nha, còn đeo được bình thường nha. Từ cái dây xịn của nó nè, cái lớp ngoài còn đẹp lắm. Ở trong thì nè, nó bị gãy thôi. Nhưng mà đeo cái lớp ngoài thì cũng bình thường nha. Về anh em thiết kế bộ dây ha, nên cái này bán một con tặng con nha. Đang chạy máy thụy sĩ nhìn đã không? Nhưng nhà mua cái máy vậy. Rồi xe ngang cũng vậy nha. 33. Rồi hôm bữa làm bán cái này 150 180k, 150k này, cặp này bán 200 nữa nha. Nó lên cho em mã combo ha. 200k nè. Lên cho em mã BC đi, thợ trùng mấy kia BC nha, tự cũng có bán cặp này có mã CB này, mã BC ha. Giờ con này nha, con này thì nó vậy nha, ví dụ mà code nó nha, mình lên code thì nói chung vẫn chạy, nhưng mà cái ổ code nè, về cái nhà xả code nha, xả code là mình sẽ xài được hết code ha, con này nó xài có nửa nửa code rồi đó, anh em thợ nào chốt về ha, nên bán này rẻ cho này, đang chạy ok luôn á, em canh nó thấy chạy chuẩn luôn á. Máy nó là máy màu vàng có ruby, nhưng mà em vẫn bán máy trắng, nó là wood, nhìn cái dáng nó cổ điển lắm. Ừ. Nó sẽ khác những con kia ha. Anh em hay sưu tầm mấy dòng này chốt này. Đó. Thường thì mấy cái ổ code nó sẽ bị lâu lâu bị kẹt á, về xả anh em thợ xả code là nó sẽ chạy là bình thường ha. Đó. Này có ruby nữa nha. Đó. Mặt sau đi. Những cái vỏ này kiểu màu đồng sao nha, hoặc là bằng bằng đồng cái gì đó, nhìn nó cũng lên dầu xíu nè. Mà không bao đồng ha. Đó. Đang chạy cũng mức ổ code lên code bình thường đó, đang chạy bình thường đó. Rồi hôm bữa làm bán 450 em sale chủ nhà con này giá là 280k mã X56 nha. 280k mã X56 nha. X56 nha. Đó. Từ cái này là cái nắp này nha, nắp này là nó bằng ấy nè. Nếu mà nó bằng kia là em mở ra em kêu thợ xả code này. Cái này kiểu làm như cổ vậy, nhìn nó cổ điển vậy, khó mở lắm. Này anh em thợ người ta mở, hoặc là mình đem ra thợ mở, máy nó đẹp không, máy ruby nhìn đẹp. Rồi con này thì 280k mà X56 em xả luôn, xe ngang của nó đo vậy đi, 39 nha, mỏng nè, 12 đi 7. Rồi cơ máy trắng ha, cơ quýt á, quýt máy trắng. Rồi em lên tiếp với nhau một con Ruanet màu vàng, anh em nào hợp màu vàng hay sưu tầm được. Con này dòng 300 mét nước à, tắm rửa đi mưa bơi cũng được, tự nó là đấm cổ chai nè, đáy sấy nè, máy Nhật ha, thương hiệu Paris, Paris Pháp ha. Đáy sấy bản thép này đeo đầm tay lắm, anh em kiểu hạp màu vàng hoặc là mua sưu tầm liền xây được đấm cổ chai đáy sấy ha. Con này chạy tới 4 kim nữa, này kim thì chỉ giờ thế giới nha. Chỉ thêm múi giờ thế giới lịch ha, góc 3 giờ nè, mặt vàng ha, kính zin đẹp, nhìn nghiêng có lông mèo nha, không sức mẻ, có lông mèo không đáng kể. Rồi con này xe ngang của nó đo thẳng nha, đo đây đi, không đo rìa là 39, nó xe thằng tài, càng luôn là 41.7, đứng luôn là 46 mỏng, 11 đi 3 nha. Bữa em bán rồi, em sale này 750 luôn, 750k mã B49 nha, 750k ha, B49. Rồi ai kết chụp hình trên Zalo cho em luôn. 750 mới bơi 49 này. Rồi em lên tiếp cho nhà một con Swatch Swiss thì sỉ, con này có hộp nè.
Con này nó mới lắm, mặt nó màu xanh nữa. Màu xanh nữa nha. Anh em nào thích sưu tầm Swatch Swift có hộp chốt này. Nhà mua con hàng si mà nó mới gì nè, nó chưa xài mà giá gì quá bình dân, cọc số có vào quan. Đây, dây châm ha, nó bản dây châm nha. Niền xanh nha. Mặt xanh. Xanh này kêu dạng xanh quân đội sao nha. Dây châm nó zin luôn á, mới luôn. Dây dập hiệu hết. Dẫn là chạy máy Swift Max thôi. Mấy dòng mà chuẩn máy Thụy Sĩ rồi. Mấy hàng này không có hàng nhái đâu vậy. Liền xây được. Lên tay quẩy. Dây thì 18, 89 được. Dây thì dây châm nó giãn, tay nào đeo cũng được nha. Mới. Rồi, con này thì xe ngang của nó ha. 37.5 nha, mỏng nè. 10 ly. Đứng luôn là 42, có hộp nha. Bữa là con này em bán 750 thôi. Bữa bán 750k nha, em sale cả nhà giá này 650 luôn. 650k nha. 650 ha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Vẫn là mã cũ mà X6 nha. Có hộp. Nó nguyên thủy luôn, nó chưa xài mà. Là một con Nissan nha, con này thương hiệu Mỹ nha. Con này dáng vuông tăng mặt tròn, bản thép nhìn chắc lắm. Bên hông ở đây. Đấm zin dập hiệu. Dây khóa. Kính không sức mẻ đâu. Kính con này đẹp luôn, dạng báo bách lông mèo, lịch gốc 6 giờ kêu lên lịch lọc đó nha. Kim đầu kim có dạ quang thôi, cọc số là học trò. Con này thì dây tầm anh em tay 17 nha em ha, em có khuyến cáo nha, 17 đeo thoải mái luôn, 17 đeo hở nè. Đeo thoải mái nha. Đối với xe mặt này anh em nói chung tay 15 16 đeo bình thường nha, tự cái càng nó không có to nha, nó dán vuông mặt tròn ha. Full zin đó, con này chắc tay rồi. Mặt sau đáy sấy Nissan thông số đủ ha. Này bữa bán 650 giá rẻ nha, sale nữa 600 nha. Xe ngang của nó là 39.7 với 40 rồi. Càng luôn là 47.8. Mỏng 11 ly nha, rồi 600 nha, 600k hết giá nha. Con này chắc lắm. Này anh em mà tay 17 như em tôi lại dù thích đeo mấy bản mà dán vuông mặt tròn á, chốt mấy này đúng đúng số tiền nha. Độ mới cao. Tự nay hết hàng sale vui nha. Tự thấy vậy chứ tới Tết đó nha, sale vậy chứ Tết không có hàng bán nha. Rồi em lên tiếp cho nhà một con thương hiệu Domani nội địa Nhật. Con này 6 kim, 6 kim chạy chrono ráp, bấm giờ thể thao nha. Bấm thể thao nè, đồng hồ thể thao 6 giờ chạy nè. 24 giờ chỉ ngày đêm bấm giờ thể thao đây nè. Bản thép nè, dây khóa nữa. Full zin đó nè. Con này thì anh em thích cái kiểu dáng Rolex đó, chốt này nè. Có cái khóa dập hiệu nữa. Mặt sau đáy sấy thôi, thông số đủ ha. Rồi con này thì dây thì 10, con này dây 17 được nha. Vì lại dây này thông dụng cũng sao đó. Dây này dễ xài lắm. Con này dây 18 vừa rồi, mà khuyến cáo 17 năm đi nè. 17 mới hả, tay 17 mà hở được ngón rử. Mặt trắng như có dạ quang, đem test dạ quang cho. Em nào kiểu thích dán mấy con Rolex đó, chốt mấy này, nó là dạng pin nha nha. Cái cơ thì em sẽ báo cơ ha. Còn em không báo là nó là pin hết. À, có dầu quang. Rồi con này xe ngang của nó là 30 40 nha, xe 40 chẳng nếu mà đo rè nè, nó đo cho nhà dễ hình dung 42 nè. Càng luôn là 47 mỏng. 10.9. Rồi con này bữa em bán 480, em sale nhà con này giá là rồi con này bán 400 nha, 400k bán miner bán vui con này cho nhà luôn. 400k mã T37 nha. K mã T37. Dòng 6 kim mà 400k nha, chưa từng có mà độ mới cao ha. Mà độ mới còn cao chứ không phải là cũ xì nha nè, xem. Đó, dây thép luôn. Mặt sau đây. Chứ không phải là bán rẻ là hàng xấu nha, tự bán sale vui thôi. Rồi em lên tiếp cho nhà đây, con Tecnot. Con này kiểu dán xưa dán cổ nha, nó làm thiết kế nó là pin ha. Ngày xưa mấy con này là máy ăn cơ á, mà sau này nó thiết kế cái dán là pin nha, máy Nhật, lịch gốc 3 giờ, cọc số có dạ quang. Con này kiểu mặt nâu nha, đây nó có dạ quang. Anh em kiểu thích đeo hoài cổ á, dán cũng lạ, khó đụng hàng, khóa bớm, khóa bớm dây bản thép ha.
Con này đeo cũng không đụng hàng đâu nha. Con này ngày xưa em cũng có bán mà, nhưng mà nó là một cái mẫu con cơ. Này là pin ha. Mặt sau đây. Bản thép đúc. Nó đọc luôn kính giác cạnh ha. Mặt của nó nè. Lịch gốc 3 giờ luôn nha. Máy Nhật. Rồi con này bữa em bán 1 triệu 1.350.000 ha. Rồi em sale nha 100k đi. Xe ngang của nó là 37.3 nè. Càng luôn là 30, 39 đi. Mỏng thì 10.5. Dây thoải mái rồi. Dây này so với cái mặt này dây còn dài lắm. Ừ. Con này kiểu hàng ta anh Nhật đeo 1-2 lần sao. Dây tới 19 luôn á. Lên tai nhìn cổ điển không. Được cái mặt nâu nữa. Mặt nâu nâu cà phê sao. Rồi con này em sale 100k nha. 1.250.000. 1.250k nha. Mã X5. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên chỗ nhà một con Takeo Kikuchi. Con này bản cổ điển. Đó. Con này pin nha. Nhìn cái nhà thấy tưởng cơ chứ nhìn giống cơ cổ nhưng mà nó là pin nha. Thương hiệu nội địa Nhật cái tên là biết rồi. Bản thép mà dây của nó như dây hạt gạo. Đó. Rồi anh em nào thích cổ điển mà mỏng á, mỏng nhỏ ha. Tay vừa tay nhỏ chốt này. Bản thép nè. Rồi con này xoay ngang của nó là 36 mỏng. 8.5 càng nè 43.5 bữa bán 650 nha. Rồi sale này chỗ nhà giá là 580k luôn, mã T12 nha. 580k mã T12 ha. 550k luôn đi, mã T12. Đó, ai kết chụp hình những tin Zalo cho em luôn. Này nhìn cổ điển lắm, anh em nào kiểu tay vừa tay nhỏ, dây cũng còn dài nha. Dây con này còn 17 luôn á. Tay 17 như em đeo vừa mà. 17 nha em. Đeo thoải mái ha. Rồi, ai kết chụp hình với tên Zalo cho em. 550. Rồi em lên tiếp cho nhà một con Bentley nha. Con này kiểu cũng thương hiệu nội địa Nhật. Con này thường mấy dòng này bạc đúc, làm bạc đúc, con này bản thép. Máy Nhật. Nhìn nó đơn giản, đầm tay cái dây nữa nè, phải xước đảo. Độ mới còn cao quá. Khóa dập hiệu Bentley. Mặt sau đáy sấy nha. Bản thép đúc nha. Chống nước 10 bát rửa mặt đi mưa thoải mái luôn. Lịch gốc 3 giờ được hai của lịch ngày thứ luôn. Kính lòi xíu nè, có lông mèo không đáng kể, không sức mẻ nha. Con này kiểu dáng cũng dáng xưa thôi, 36 nè. Càng luôn là 41 mỏng nè. 8.8. Rồi bữa bán 480 nha, con này em sale với nhà 400 luôn, 400k luôn nha. 400k ha. Lên cho em mã X38 luôn. 400k X38 này chắc tay lắm, 400k nha, mua được con nội địa Nhật ha. Rồi con này Casio nè. Con này thì bản titanium độ mới, titanium nó vậy nè, đẹp vậy nè. Nhà nhìn kính còn đẹp ha. Độ mới này cao 90 luôn á. Casio Lay dòng cao đó. Lịch gốc 3 giờ luôn ha, hai của lịch luôn á. Mặt sau đây, thông số đủ, có còn cái siêu chưa bóc. Dây thoải mái rồi, con này kiểu hàng trưng bày sao nha, dây này, chưa cắt luôn. Lên tay ôm thì càng cúp, tay nào đeo cũng được, tay nào đeo cũng ôm nha. Mặt của nó kiểu mặt xám trẻ tia. Bản titanium thép máy bay ha, anh em nào dị ứng với bản thép inox á, mồ hôi muối nữa để đeo thép máy bay nha. Cho nó không có dị ứng nha. Rồi con em bán 450 nha. Mới lắm, mã K25 ha. 450 mã K25. Chắc mua cho tặng cho mấy bố cũng được, đeo siêu bền. Rồi Casio nha, con này dòng Alvenla dòng cao á. Này bản titanium luôn. Toàn thân titanium hết. Cọc số nó là cọc số học trò ha, dạ quang. Có dạ quang, đèn đầy đủ hết á. Này pin năng lượng ấy nha, đèn sáng. Chạy nhiều quá về thế giới, về thể thao, báo thức này các kiểu hết rồi. Anh em nào thích trải nghiệm chỉnh giờ dòng này cứ báo em gửi video cho, độ mới đó đây. Kính zin ha, có lông mèo, nhìn nghiêng có lông mèo nè, nhìn thẳng bình thường. Không đáng kể, mã đây nha. Thì cái nhà kích sạch là Casio nè, mã OAW100 là gan này liền. Đáy sấy á. Này dây còn dài. Này dây tới này chắc 19 luôn nha, dây còn dài. Rồi xe ngang của nó nha, 40.7, mỏng 11. 1.4 càng 46. Một con này bữa bán dòng Avenla bán giá này là quá bèo nha, 700 nha, 700k hết giá nha. Không được thì để từ từ bán nha. Mấy dòng này ít thấy lắm, này anh em có nhiều anh em ta kiếm không có luôn. Đặt hàng lâu lâu mới có. Dòng một con thương hiệu này nội địa nha, Barot nha. Này kiểu dáng Rolex á,
nó cũng bản thép đúc ha, máy Nhật, cọc số như có dạ quang không. Con này anh em nào thích dán dán kiểu dán vintage, dán xưa mà kiểu roulette á, chốt máy này nó liền khía luôn, mà có dạ quang mà mờ nha, kim thì dạ sáng ha. À, dây bản dây thép này. Đó. Nói chung cứ máy Nhật mà bản thép là đeo siêu bền nha. Mặt sau đây thông số đủ ha. Đó, con này thì xe ngang của nó là 35.4, càng luôn là 43.4 mỏng, 10 ly nha. Nên em tay 16 đổ lại đeo mấy dòng mày đẹp, hoặc là 17 cũng được. Mặt bốn góc cũng đẹp, dây thì dài rồi, nên như tay 17 em đeo bình thường vẫn đeo đẹp. Rồi con này mặt trắng luôn ha, kính đẹp không sức mẻ, dạng bóc vết lông mèo. Rồi con này bữa là bán 480 nha, em sale cho nhà này luôn ha. Rồi này bán cái nhà giá là 430k luôn, 430k chuyển khoản bao ship nha, mã C75. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em, 430k nhà mua được con dán Rolex mà bản thép đúc máy Nhật quá chắc. Rồi một con casio cho mấy chị nữ nè, mặt hồng này siêu bền này, mua về cho mấy bé cũng được. Con này pin thường này, hết pin thay, pin thay. À, anh em nào dị ứng với bản thi pin năng lượng chốt này dễ xài ha, nhiều cái gì thế giới về thể thao báo thức độ mới nè, mặt hồng ha cho mấy chị nữ, hoặc mấy nam tay nhỏ thích màu hồng mình chốt đeo bình thường nha. Đó, đó là sở thích của mình ha. Dây khóa nè, nhưng mà em khuyến cáo là mặt hồng để cho mấy chị nữ nhiều hơn nha, để anh em đeo mặt hồng nhìn kỳ lắm. Casio nè, lên tay bình thường nha, xay nó 34 nè, tay 17 nè, lên bình thường đó nè, tùy theo anh em mình thích thôi. Xay ngang 34 nè, nó 34.4, càng lên 38 mỏng 10 để 6. Rồi 200 nha, 200k hết giá rồi. Con này 200k ở nhà đeo cứ hết pin thay đây, đeo mà một cái con đồng hồ cũng dư vốn luôn nha. Con này nó bền dữ lắm, mấy dòng này mà độ chống nước cao, nó Casio mà. Rồi em lên tiếp cho nhà bản Casio Lay này, quay cấp tơ này, pin năng lượng ha, mà nó là ba kim bình thường, mà nó có lịch vạn niên nha, tức là tháng thiếu tháng đủ gì cũng tự nó bước qua hết rồi, khỏi cần chỉnh lịch. Này bản titanium pin năng lượng mặt sau đây. Thông số đủ này lắp ráp nhà máy Thái Lan, mã là LIW 100 TDT. Cái bản dây này bản dây dây dù xịn của Casio nha, đó, dây dù xịn nó luôn ha. Nè. Đó. Mặt trắng cọc số học trò có dạ quang, test dạ quang chấm bi. Đó, dạ quang chấm bi nha. Rồi, con này thì kiểu đơn giản á, đơn giản thư sinh mặt trắng 41 nha, xe ngang ha. Càng luôn là 45.6 mỏng 11 lịch vạn niên ấy nha. Rồi bữa là bán con này em bán quá rẻ nha, 400 á, quá rẻ do này ha, còn thôi là cứ vô combo luôn, combo cho anh em thích Casio luôn. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em. Rồi con này thì có đèn tự động thôi, con này á, tối mình cứ lắc tay đèn tự sáng, chạy 6 kim ha, mặt xanh mực, nó vừa kim vượng tử luôn, bấm thể thao nè. À, này đo nhiệt kế áp suất là đồng hồ nè, này xem múi giờ thế giới nè, báo thức năm báo thức là này dòng cao nè, năm báo thức một báo giờ lặp lại báo tiếng nè, headset chỉnh kim nè, quay lại giờ bình thường, đèn nút 4 giờ đèn sáng, với lại nó có tự động ha, tối mình lắc lắc tay vô tối tự sáng thôi. Bản titanium bên hông ở đây này, thép titanium ấy nha, liền cũng đẹp. Rồi anh em mà kiểu đeo đồng hồ mà xem giờ buổi tối á, làm gì buổi tối nữa, chốt mấy này. Mặt sau đây lắp ráp nhà máy Thái Lan ha, vẫn là mã WVA 501TZ. Rồi anh em mà thích dòng này mà thích trải nghiệm cách chỉnh giờ có báo em có gửi video cho. Đèn tự động để bật lên chứ, án giữ 5 giây nè, án giữ 5 giây này ha, án giữ 5 giây cho nổi cái nút ruồi đây nha. Đó, tối mình đeo lắc tay đèn tự sáng này. Giờ ví dụ ra sáng lắc bình thường không cháy, nhưng mà vô phải vô tối đúng đúng tối nè sẽ sáng thôi. Dây thì còn dài lắm, dây này tới 10 này 18.5 được nha. Rồi xe ngang của nó ha, 42.5 mỏng 14 đi 5. Rồi full chức năng này em bán bữa này em bán nhà giá 600 luôn, 600k mà X19 nha, 600k X19 ha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Rồi một con AL3 dòng Senko, con này kiểu đơn giản thôi, mặt trắng
Em mua cho mấy chú đứng lớn tuổi đeo coi giờ với siêu bền, nó độ mới nó cao bản thép. Bên hông đây mày kiểu thuộc dáng vintage dáng xưa nha, AL3 nè, mặt sau đây thông số đủ nha, đáy sấy dây thì dài thoải mái rồi. Con này như hàng trưng bày á nè, đâu có ai mà đeo đồng hồ để cũng dây gì đâu, do nằm trong lô thôi, kính vẫn còn đẹp. Thằng si độ mới gì quá chắc rồi, máy Nhật ha, máy này máy chuẩn của Senko luôn, nó dòng AL3 cho nhà xem độ mới nè. Mà có cái là xây nó kiểu anh em tay nhỏ thôi. Đó đây nha, 35 nè, chuẩn nó 35, 34.5. Càng luôn là 39 40, 39.9, mỏng có 8 đi 3 thôi. Rồi con này em bán cho nhà giá 400, này mới nha, mới 400k. 400k mình đã có con đồng hồ nội địa Nhật đeo rồi, phải tay nhỏ. Có nhiều anh em tay nhỏ lắm, họ đi kiếm những con đồng hồ gì nè, vừa cái tay họ đeo, mà con này thanh lịch đấy. Được cái lịch gốc gốc 3 giờ lịch ngày thịt thứ luôn nha. Máy Nhật chuẩn của Senko nha. Con này cũng vậy thôi, con này cũng dán vậy nha. Nó là Casio ha, lịch gốc 3 giờ luôn. Dây khóa là mới không? Con này cả nhà anh như mua mới vẫn là 1 triệu mốt triệu 2 con này. Nhưng mà hàng xây rồi mua giá này quá rồi, với độ mới nó cao mà. Kính nè, không sức mẻ vẫn báo có lông mèo luôn. Mặt sau thông số đủ hết. Dây nè, con này như hàng này, chưa cắt dây sao dây dài sọc. Cái này cũng mua cho mấy chú đứng tuổi xem giờ cũng dễ ha, mua tặng cho mấy bố cuối năm mà. Xe ngang 38 chuẩn nha, đứng luôn là 42 mỏng 9 ly, nếu mà không đo rè cũng là 37.6 rồi. Rồi con này bữa là bán 400 luôn nha, 400k luôn ha, 400k luôn. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em, 400 mà con độ mới này. Dòng Casio là nhà biết nó bền này. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nha nha.